OK nè, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với chúng ta cái con này. Con này là con FS1S 10MR. Đây. Đây ha. Thì con này nó có 6 cái ngõ vào và 4 cái ngõ ra. Cái nguồn cấp của cái con này là nguồn cấp của con này là nguồn 2.2 nhé. Đây, nguồn cấp của nó. Con này cấp điện cho 10 cũng được. 2.2 từ 90V cho tới 250V này. Đấy. Rồi. Và cái con này cái nguồn nội của nó out ra đây là cái nguồn không 24V với lại com là nguồn nội của nó là 24V. Đấy. Thì cái chân kích của con này là chân chân com. Com. Đây. Đó thì cái cách nó thì để để mình đỡ mình tí nào. Đây, cái cách mà đổ cái chân nút nhấn hoặc công tắc đó, giống như cái này nè, chân co mình sẽ đưa vào cái chân đầu của nút nhấn nè, đầu của các cái nút nhấn, đầu còn lại của nút nhấn thì mình sẽ đưa vào những cái chân này x0, x1, x2 ha. Thì khi mình nhấn đây thì cái con những cái con này nó có tín hiệu này. Thì mình lấy chân com này mình sẽ đi kích vào x0, x1, x2, 3, 4. Đây mình đang đóng nguồn nội ha. Đó. Đó. Còn con này nếu mà cáp lập trình của con này thì chúng ta sẽ sử dụng cái con cáp này, chúng ta sẽ nối cái chân này. Cáp người ta gọi là cáp SC09 ha. Đây, cái chân của nó đây. Con này là RS 422 nhé, cái chân này nè, này nó sẽ ghi cho chúng ta là RS 422 nè, công tắc lên stop. Đây hai cái biến chỗ này nó tương ứng với hai cái vùng nhớ của con này là D80 mấy mình quên, 8103 hay gì, để hôm nào nó về cái vùng nhớ nội của cái con này nè, hai cái con này hôm sau mình sẽ nói vào chương trình. Đấy. Mình sẽ cắm cáp đây, mình sẽ kết nối máy tính. Con này thì mình sẽ dùng cái gói cuộc này, mình xài gói development ha. Đấy. Thì mình sẽ cấp nguồn 2.2 cho nó nè, ở bên này. Thì mình sẽ cấp vào đây thì mình sẽ đưa cái cầu đấu này vào đây rồi. Đây nè. Thì nó có nguồn là cái đèn xanh nó sáng nhá. Đó. Thì mình cấp 1.2.2 cho nó. Xong mình sẽ kết nối thì mình sẽ cầm cái cáp này để mình kết nối với máy tính. Cáp chúng ta sẽ nhìn nè. Ta thấy đây với trên cái đầu cáp có cái mũi tên đâu ta. Đây cái mũi tên này, chiều mũi tên nhá. Cái chiều mũi tên thì chúng ta sẽ cắm vào đây nào. Đây, ghim vào đây nhá. Tìm mặn và nó xuống, nếu mà cái đúng đúng cái chiều mũi tên rồi thì cứ vậy cắm thôi nhá. Đây đó, đây đầu này mình sẽ cắm vào. Cắm một cái máy tính, cắm một máy tính rồi khi mà lấy chương trình nó thì chúng ta phải kiểm tra cái cáp này cắm vào nó thuộc cái cổng com nào. Mình sẽ vào cái chỗ cái này chúng ta sẽ my computer luôn cũng được. Xong rồi này. Device. Xong rồi vào com này. Com nha. Com 4 nè. Tắt này. Online nè. Read nè. Chọn nè. Vào chỗ này nè. Vào USB nè. Mở. Đây nè. Chọn com nè.
gồm nhỉ? Tốc độ của con này là 19 nhai. Ok. Cắt nét. Mình đọc lên thôi. Tiếp vào đây nè. EQ nhé. Đang đọc lên. Mình thấy cái cáp nó nhảy đây nè. Ok. Bấm này nhá. Cái nào? Rồi. Bây giờ mình sẽ bật rần nó lên bằng cái công tắc này. Thì nó phải bật rần nó lên này. Thấy cái đèn rần nó sáng không? Đây. Bấm F3. Mình sẽ nghe Enter. Đây, mình sẽ gọi là